Mến chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Bác sĩ ơi tại sao được phát sóng vào lúc 16h30 phút thứ bảy hàng tuần. Thưa quý vị, bàng quang tăng hoạt OAB hay gọi là bàng quang kích thích là tình trạng bệnh lý phổ biến và ngày càng có xu hướng gia tăng. Đây là thủ phạm chính gây ra những rối loạn tiểu tiện như tiểu nhiều lần, tiểu đêm, tiểu xoắn, tiểu không kiểm soát làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống. Vậy khi gặp phải tình trạng bàng quang tăng hoạt OAB, chúng ta cần phải làm gì? Xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 2 Lý Bá Tước, là trưởng khoa nội thần kinh Bệnh viện Y học cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cùng đồng hành với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Kính chào bác sĩ ạ. Xin chào MC Thanh Phương, xin chào quý vị khán giả. Dạ, và trước hết thì xin mời bác sĩ và quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm của chương trình. Đây chú, đưa đây được rồi chú. Đúng rồi chú cho tôi chú này, chú đợi tôi nha chú. Thông cảm nha, đợi tôi nha. Trời ơi. Chủ nhà ơi. Chủ nhà gì chứ? Trời đất ơi, bà làm cái gì mà bà đi bà đụng tôi như trời giáng vậy? Nè tôi nói cho bà biết hay chưa? Bây giờ đổ lâm một miếng nào ha, nó rạn một đường nào cái là tôi bắt thền bà nghe chưa? Nhìn cho kỹ đi. Đó, xây tua bốn vòng nhìn cho kỹ đi. Bà Hạnh Thúy đúng không? Chứ còn gì nữa? Bà không nhìn ra tôi hả? Sao tôi nhìn ra bà? Trời ơi, tôi Út Hương ở dưới Tiền Giang nè. Ủa? Trời đất ơi! Út Hương! Mày hốc hác quá vậy nè. Cái thằng xe đậu nó đi rồi hả? Đi mất tiêu rồi, chạy tuốt đằng kia luôn rồi. Trời đất ơi! Rồi. Cái kiểu này là đi xe không có tiền trả cho nên bị người ta đuổi xuống phải không? Tôi á thì tôi không có cao như bà, tôi không có đẹp như bà. Nhưng được. Nhưng được cái chắc tôi giàu hơn bà. Rồi sao bị người ta đuổi? Ấy nhà bà hả? Thì nhà tôi rồi sao? Không ấy bà cho tôi vô nhà bạn cái được không? Vô nhà làm gì? Hồi nãy tôi đi xe đó, cái tôi xin ngừng lại một lần. Thằng đó nó cũng bình thường. Nó xin lần thứ hai thấy cũng hơi bình thường. Tới lần thứ ba thấy mặt thằng tài xế nó không vui. Còn mà tôi ngừng đến lần thứ bảy rồi là tới đây là nó bỏ tôi luôn đó. Bà ngừng lại làm gì, ngừng hoài vậy? Bà mở cửa cho tôi vô đi, tôi muốn vô nhà bà quá. Chứ có đòi vô nhà tôi hoài vậy trời. Tôi muốn thăm nhà bà quá. Thoải mái, vô nhẹ. Ê, nhà bà đẹp quá hả? Trời ơi, người đẹp thì nhà phải đẹp. Ê, nói nghe nè hả? Cái vụ mà tiểu của bà có bị tiểu gắt rồi rát rồi khó tiểu gì không? Mà sao ta thấy bà có vẻ khổ sở quá vậy hả? Không, mình chỉ có mắt thôi. Còn khi mà tiểu nó không có cảm giác rát, đau hay là khó chịu gì hết trơn á, mà làm như bệnh bà. Kỳ mà cỡ sức luôn. Tôi nghi ngờ bà bị hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB hoặc là hội chứng bàng quang kích thích. Cái gì tăng hoạt kích thích nghe nó kỳ quá. Khác với cái bệnh nhiễm trùng tiểu hay là nhiễm trùng đường tiết niệu là sẽ thấy gắt nè, khó nè. Còn cái này á là cứ đi bình thường. Nhưng chỉ có điều là nhu cầu đi hoài, hiểu không? Đi gì mà 14, 15 lần luôn. Ban đêm nhiều khi đi 3, 4 lần. Ngủ nghề có được không? Ông xã nhà tôi cũng bị đó. Ai nhắc tôi vậy ta? Ủa, anh về tới. Ủa, cô Hương. Anh còn nhớ em hả? Trời công nhận muốn ông Bình, ông nhìn nhớ tôi liền. Vậy mà nản thí nó không nhớ em, buồn hết sức luôn anh. Dạ hả? Ủa, bữa nay đâu rồi cô lên đây vậy? Dạ, em cũng xin lỗi anh. Không phải em lên thăm. Em nói thẳng luôn là em có lên thăm. Bị gì chứ em lỡ đường. Em đi giữa chừng. Thì em có cái bệnh mạng nhỏ này, nó nói là đồng bệnh tương lân. Em với anh có cái bệnh giống nhau. Tại... ý nó nói em không dám nói, anh hiểu không? Cũng may đậu xe trước cửa luôn, thằng tài xế nó ngặt hết sức nó bỏ em đi luôn. Mà hai chồng có cách nào, nhất là anh đó, có cách nào chỉ tôi không? Cái bệnh này tôi cũng đang mắc mà, tôi sẽ dẫn cô đi gặp một bác sĩ. Bác sĩ đâu? Bác sĩ ở đây nè. Dạ thưa bác sĩ, nhân vật trong tiểu phẩm đang gặp phải tình trạng là bàng quang kích thích hay còn gọi là bàng quang tăng hoạt OAB. Vậy biểu hiện của tình trạng này như thế nào ạ? Bàng quang tăng hoạt OAB hay là bàng quang bị kích thích á, là do cái tình trạng cái bàng quang nó bị liên tục bị kích thích, mình vẫn đã bị mất tiểu rồi và nó làm cho bệnh nhân phải đi tiểu liên tục. Theo cái hội điều học của quốc tế thì người ta nói rằng có những cái triệu chứng sau đây, chẩn đoán đó là một cái hội chứng bàng quang tăng hoạt, đó là bệnh nhân đi tiểu nhiều lần, nhiều hơn 8 lần trong 24 giờ. Và thứ hai đó là bệnh nhân có đi tiểu đêm nhiều hơn một lần. Bình thường mình một ngày bệnh nhân đi khoảng, một người bình thường đi khoảng 8 tới 10 lần. Khi người bị cái tình trạng đó thì đi nhiều lần hơn. Thứ hai là bệnh nhân đi tiểu đêm thì trong một đêm người ta cho phép đi tiểu khoảng một lần. Ban đêm đang ngủ và mất tiểu thức dậy đi. Chứ không phải là nhiều người, có những người mất ngủ, người ta thức hoài người ta cứ đi tiểu, cái đó là không phải. Trên một lần thì cái điều đó gọi là ảnh hưởng của cái bàng quang tăng hoạt. Cái thứ ba đó là tình trạng bệnh nhân đi tiểu mà không chịu, không nín được. Cảm giác mất tiểu là bệnh nhân phải đi ngay, hoặc là bệnh nhân chưa kịp đi tới nhà tiểu là nó đã bị xoắn đầu quần rồi. Vậy thưa bác sĩ, những đối tượng
tượng nào dễ mắc bàng quang tăng hoạt OAB và bệnh này thì có nguy hiểm hay không ạ? Cái đối tượng bị mắc bàng quang tăng hoạt OAB, thứ nhất là mình có những cái người có dễ bị mắc nhất, đó là những người lớn tuổi trên 40, cái cơ sàn chậu nó yếu đi. Thứ hai, phụ nữ sau sanh đẻ đó, hoặc là sanh nhiều con, hoặc là ở nam giới mà người ta bị điều trị những cái bệnh lý về tiền liệt tuyến, số cái nguyên nhân khác giống như là béo phì. Ngoài ra thì những cái chất kích thích cà phê, rượu làm cho cái kích thích cái hệ thần kinh, nó làm cho bệnh nhân cũng bị rối loạn đi tiểu. Để đến với câu hỏi là cái bàng quang tăng hoạt nó có nguy hiểm gì hay không, thì thật ra bàng quang tăng hoạt đó là một bệnh lý không nguy hiểm. Cái hệ lụy của nó đi theo là bệnh nhân căng thẳng và có thể dẫn tới trầm cảm. Vậy thưa bác sĩ, hiện có những cái phương pháp điều trị nào để kiểm soát được hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB hay không ạ? Thì bàng quang tăng hoạt cũng là một cái hội chứng khó chịu, thì người ta dùng những thuốc gọi là kháng cholinergic. Khi kháng cholinergic thì nó làm giúp cho nó ức chế cái thần kinh và nó làm cho điều hòa cái đi tiểu ở tại bàng quang. Đồng thời chúng ta cũng biết rằng cái bàng quang nó ngoài cái cơ chế thần kinh, nó còn ở cơ chế của cơ sàn chậu nữa. Chúng ta nên có những cái vận động tập cái cơ sàn chậu, cái béo phì tăng áp lực ở bàng quang nó cũng rất là dễ, thì cũng cố gắng làm sao giảm cân để cho tình trạng nó hạn chế bớt. Thuốc hoặc mình kết hợp thêm với dược thảo, thì giờ thảo dược bây giờ nó cũng tương đối tốt, trích xuất được những cái hoạt chất mà những hoạt chất đó nó có tác dụng điều trị gần giống như cholinergic, nghĩa là điều chỉnh cái thần kinh của hệ của bàng quang cho cơ sàn chậu nó chắc hơn, thì những cái điều đó nó cũng làm giúp cho bớt cái tình trạng cái hội chứng bàng quang tăng hoạt, và đồng thời cái tác dụng phụ nó ít thì nó giúp cho bệnh nhân càng lợi hơn trong điều trị. Mình có thể dùng thêm những cái sản phẩm phần Golet chiết xuất chứa hạt bí đỏ, Bebo và mầm đậu nành. Thì cái sản phẩm này có thể giúp giảm co thắt cũng như là tăng tính đàn hồi của cơ bàng quang, cho cái bàng thần kinh cơ nó được kiểm soát tốt hơn. Cái Golet được chiết xuất từ hạt bí đỏ, Bebo và cái mầm đậu nành với cái tỷ lệ tương đối thích hợp để mà nó có tác dụng trong cái điều trị cái bàng quang tăng hoạt, thì nó có tác động đúng vào nguyên nhân và nó phục hồi được cái chức năng bàng quang của hội chứng bàng quang tăng hoạt. Dạ, bác sĩ có thể nói cụ thể thêm về thành phần Colet được chiết xuất từ hạt bí đỏ, Bebo và mầm đậu nành trong việc điều trị hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB ạ? Cái Colet thì người ta đã được nghiên cứu bên Thụy Sĩ, nó được chiết xuất từ cái hạt bí đỏ Bebo với cái tỷ lệ là 87,5% cái hạt bí đỏ Bebo và 12,5% cái mầm đậu nành. Nhờ cái tỷ lệ tối ưu như vậy, nó sẽ tác động trực tiếp lên cái hiệu quả điều trị về cái chứng bàng quang tăng hoạt, đặc biệt nó phát huy tác dụng triệt để trên cái bàng quang của cả nam và nữ khi bị hội chứng bàng quang tăng hoạt. Lời khuyên cho người mắc hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB: dưới đây là các liệu pháp không dùng thuốc giúp khắc phục rối loạn tiểu tiện và hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB hiệu quả. Cắt giảm những thực phẩm đồ uống có thể gây kích ứng bàng quang, bao gồm cà phê, trà, rượu, đồ uống có ga, chất làm ngọt nhân tạo, cam chanh và thực phẩm cay nóng. Nghỉ ngơi đúng giờ và hợp lý, tránh tình trạng căng thẳng, stress, mất ngủ. Luyện tập thể dục thường xuyên, duy trì cân nặng khỏe mạnh. Tập bài tập Kegels giúp tăng cường sự dẻo dai của nhóm cơ vùng chậu. Duy trì bài tập này thường xuyên sẽ giúp bạn kiểm soát hoạt động của bàng quang. Nên sử dụng sản phẩm có chứa Golet chiết xuất từ hạt bí đỏ Pepo và mầm đậu nành từ Thụy Sĩ để được nghiên cứu lâm sàng chứng minh tác dụng tại Hàn Quốc và Nhật Bản, giúp giảm co thắt, tăng tính đàn hồi của cơ bàng quang, duy trì sự khỏe mạnh của hệ thống thần kinh cơ, kiểm soát hoạt động tiểu tiện, tăng sức cơ vùng chậu, nâng đỡ bàng quang, từ đó giúp phục hồi toàn diện chức năng bàng quang, giảm rõ rệt tiểu nhiều lần, tiểu đêm, tiểu sóng, tiểu không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB ở cả nam giới và phụ nữ. Xin được cảm ơn bác sĩ đã có những chia sẻ rất là hữu ích về hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB dẫn đến việc rối loạn tiểu tiện. Xin cảm ơn bác sĩ ạ. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tiểu phẩm nhé. Trời ơi, nhờ tư vấn bác sĩ mới biết thì ra là em bị cái chứng rối loạn tiểu tiện hay là cái chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Vậy là mình cũng phải tập các bài nâng cơ để giúp phục hồi bàng quang. Để em về em kiếm mấy cái bài tập màu nào nó nâng cơ coi. Ngoài cái việc tập thể thao, thay đổi cái hành vi của bà đó, bà còn phải lưu ý tới cái chuyện là phải thay đổi cái chế độ ăn uống nữa, tránh các thức ăn kích thích mà có hại cho bàng quang, thí dụ như cà phê nè, đường nè. Các sáng nào uống ly cà phê bậy quá đó. Các thức ăn có tính chất axit nhiều mà phải đổi qua ăn tăng cường các thực phẩm có chất xơ như là rau củ quả trái cây mà ít tính axit á. Rồi đặc biệt á là phải điều chỉnh lại cái lượng nước uống cho phù hợp nữa, là uống ít hay uống nhiều, là uống vừa phải thôi. Bên cạnh đó, cô nên dùng cái sản phẩm có thành phần Golet của Thụy Sĩ. Về kiếm liền, mua uống liền. Đó, bây giờ mua cái này nó ở đâu đây nữa đó chứ? Bác sĩ dặn rồi đó, phải mua ở những nơi có uy tín nè, có giấy phép của Bộ Y tế cấp đàng hoàng. Cô khổ đi đâu xa, tôi mới đi mua về nè. Ủa anh ơi, cái này là cái sản phẩm Golet gì mà anh nói đó hả? Đây là sản phẩm có thành phần Golet từ Thụy Sĩ, chiết xuất từ hạt bí đỏ Bebo của châu Âu và mầm đậu nành
giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xoắn, tiểu không tự chủ và hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Cũng được, mà hiệu quả làm sao ha? 96% người dùng thấy từ 6 đến 8 ngày số lần đi tiểu trong ngày giảm rất đáng kể. Sau 3 đến 4 tuần, đêm chỉ đi tiểu từ 0 đến 1 lần. Uống đủ liệu trình từ 3 đến 6 tháng á, hết lo tiểu đêm, tiểu nhiều lần. Trời ơi, hay quá. Thôi thì coi như là lâu lâu anh em gặp lại, hai chồng mua hùng tặng tôi này đi. Hai hộp luôn. Dạ, rồi, cảm ơn anh nhiều. Dạ. Thôi, cũng tối rồi, chắc xin phép vợ chồng em 6 tháng sau, hứa 6 tháng sau khi em khỏe, em sẽ mướn, không cần mướn nữa. Bữa đó em kêu ông xã em đánh xe lên đây luôn. Trời, cảm ơn rất là nhiều nha. Nhớ bữa đó gặp mặt nhau mình thảnh thơi nha, chứ gấp rút rồi hối hả như bữa nay mất vui đó. Đúng rồi. Hồi nãy vậy nè. Sao anh? Lâu lâu cô lên thăm một lần. Dạ. Thôi ở lại ăn bữa cơm chung với vợ chồng cô cho nó vui. Ăn xong rồi hãy về. Vậy hả? Đúng rồi đó. Vậy phải gọi điện cho ổng đâu, chứ để tối nay ổng về ổng nôn. Tí xíu tôi sẽ gọi điện cho ổng. Rồi. Vậy nha. Gọi điện cho ổng, tôi đi nấu cơm. Rồi. Em. Rồi. Cháu đây. Một chồng nhà bà đứa đây coi. Rồi vậy đi. Ừ. Cái bữa ăn được mà. Được, em hết đi. Quý vị thân mến, chương trình Bác sĩ ơi tại sao cũng xin được khép lại tại đây. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Lý Bá Thước đã dành thời gian tham dự chương trình ạ. Mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.